Rồi ok, hello anh em nha. Bây giờ là trưa ngày thứ bảy nha. Em lên sóng cục máy chính mừng nha. Hôm máy bây giờ bán cụ đề, bây giờ còn như đem bán là 7 triệu rưỡi nha anh em. Quá im luôn. Máy là bao anh em là đầu nồi chưa mở nha. Bao im, bao khói, bao mạnh. Nắp nắp lửa là sơn zin đẹp nha anh em. Lửa thì còn rất là mới luôn, chỉ có qua lăng là hơi xét. 7 triệu rưỡi nha. Giá này là không bớt nha, hoặc là rã món thì em sẽ báo giá luôn nha. Là đầu lòng dên cộng 4 đũa 4 móc đầu luôn, đầy đủ sinh cam luôn là 4 triệu. Đầu lòng dên 90 nha anh em. Đó. Đầu này cái này anh em về vệ sinh rồi xịt sơn đen lên là bao đẹp nha. Đầu lòng dên là 4 triệu nha. Luôn luôn 4 đũa 4 đầu sinh cam bánh xe lồng đầy đủ 4 triệu. Rồi bộ qua lăng mâm lửa. Luôn nắp cá, nắp điện. Đó, hai cái nắp này sơn zin đẹp nha anh em. Đó là bộ nắp nè, hai nắp nè, dưới bộ hoa lăng mâm lửa đầy đủ, sơn đầy đầy đủ hết luôn. Là 1 triệu tư. 1 triệu tư nha anh em. Đó, lửa thì còn rất là mới luôn. Đây. Lửa 90 đàng hoàng nha anh em, 1 triệu tư. Đó là hoa lăng mâm lửa luôn, hai cái nắp là 1 triệu tư. Rồi. Cặp lốc giữa 90 đầy đủ hết luôn là 600, bộ số 90. Ba số là 600 nữa. Rồi bộ nồi bên trong là 1 triệu 7 nha. Rồi cái nắp nồi này là 400. Rồi bộ ốc máy là 300. Ốc máy là 21 con nha, 300. Ốc máy cũng còn rất là đẹp nha anh em, 300. Đó, bộ nồi là bên trong là 1 triệu 7 nha. Có cái nắp này thì 400. Luôn cây cái nắp là có luôn cây hâm nhớt nha, 400. Bộ số 3 số 90 thì 600. Cặp lốc giữa 600 nữa. Rồi đầu lòng dên là 4 triệu, đầu lòng dên 90 4 triệu. Rồi anh em muốn mua hết là 7 triệu rưỡi. Đó, anh em cần cứ alo cho em nha.